Vâng, chúng ta đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ tư, phải là sen dành cho chim sẻ. Rồi. Vâng, sẻ quay trở lại rồi. Vâng, sẻ quay trở lại rồi. BB cầm gờ đích rồi, ưng lắm rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lâu lắm rồi. Sẻ BB cầm gờ đích, còn sẻ là người cầm sen. TT là người cầm gờ đích trong trận này. Vâng, hai chén tuyển đến đội bạn, hai gờ đích. Trong khi đó thì sen trong tay của game thủ chim sẻ. Bùi Phương Nam là người cầm Babylon, 98 là người được cầm AC Dan, Max C trong tay của ghế thủ Mạnh Hào. Vâng, Glick Full, Glick AC đó là quân của định viên bên phía team vâng, bên phía team BB Club. Trong khi đó Sen trong tay của ghế thủ chim sẻ quẩy lên MA. Hào là người cầm Max C rồi, đâm vùng bét đấy. Sẻ ơi, anh xin chú ấy, đánh cẩn thận đi. Babylon của game thủ Bùi Phương Nam. Như vậy là bài Bùi Phương Nam đã có được 7 hiệu đầu. Một cây gỗ 75 gần, hiệu 4 gần nhà. Quả phụ đã có. Đây là U98 cầm AC Dan ở phía bên ngoài. Tự tin nói lời yêu thương, đánh thẳng cung thôi. Mạnh Hào sẽ người chém ra ngoài cho các game thủ bên phía TV trong trận đấu này, đó là Sẻ và U98. Còn đây máy tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, theo thông tin báo về thì dường như đã là mắc một bài tàu dành cho chim sẻ. Mắc gì đấy? À, như vậy là mắc về thế ạ. Vâng, bảo là V. V nghĩa là victory, điểm báo chiến thắng. Bãi quả hình chữ V. Nhưng mà hình như là trong trận đấu này bên mình có cái bãi quả hình chữ L hay sao ấy. Mà 98 có bãi quả hình chữ L này. Như vậy bên mình trên 2 dẫn, anh em đánh cẩn thận thôi. Vẫn đang căng khi mà game thủ Bùi Phương Nam là người. Bùi Phương Nam lên muộn lắm nhờ. À không, lên muộn cũng không, chắc cũng không muộn lắm đâu, nhưng mà chậm dân thôi. Chắc là vẫn 11. Đây là máy tới từ game thủ Mạnh Hà. Trận này thì có lẽ là Hào sẽ người thôi, làm sao bây giờ vứt cánh Bùi Phương Nam đi thôi. Đừng thế nữa, chém cho AC bàn máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào trận này sẽ là người vẫn sẽ là người chéo cánh rồi, bán máu cho người cầm AC Dan thôi. Bùi Phương Nam thì kệ thôi, vậy cố gắng cầm chân đầu cánh. Trận đấu này quân bên mình đang là đẹp hơn, nhưng mà bên mình đánh chết đến 2 trận, cần phải tập trung trong C4. Lại còn có cái kiểu là V là cái gì, V là dấu hiệu giành được chiến thắng, chết 2 trận luôn. Đây là chiếc G dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, 25/28 trong trận đấu này, và Mạnh Hào dẫn người chém tạt sang phía bên này thôi. Bán máu cho U98 để xem 98 ông có lên đời sớm không. Đây là U98 26 dần. Vâng, lại thế lông nhông. Ui, mới có trăm thực thôi ạ. Vâng, càng đang chưa biết như nào một lần. Vâng, thề với các bạn trận này chưa biết như nào đâu. Đây là xe. Sẻ vẫn là người đấy. Ơ, đội bạn cũng không ai lên đời đâu. Như vậy trận đấu này thì đội bạn vâng cũng không đột biến gì cả. Ừ, đánh thoải mái. Như vậy lên đời muộn một chút xíu thì không sao. Đây là Mạnh Hào. Như vậy là dường như là cái C bão bùng của BB đã qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ
dễ thở hơn một chút xíu khi BB không phải là những bài gọi là chín sớm là cái gì gì nữa đấy. Vâng, click của BB 12% trong trận này. Đến cầu rồi đấy. Tôi cày ông BB nhiều hơn nhiều đấy. Ông em sớm của tôi cái trận này cái 12% dành cho BB với bài cầm click 25 dân. Con ngựa gió bắt đầu di chuyển. Vâng, con ngựa gió bắt đầu được xin dành cho game thủ Mạnh Hào. Đây là chiếc BS ăn vàng đầu tiên. Cơ cấu nhà của mình vào sớm nào. Maxi thì nó dễ bị feed. Tôi nghĩ là anh Hào nên cố gắng đầu tư tí gỗ. Cùng thế là rồi. Như vậy đã gặp nhau game thủ màu 2 Bèo. Phù nhá. Vâng, đây là những con nông dân của game thủ màu 2. Vậy em làm cái bóng. Làm cái móng nữa. Vâng, càng đấy nhờ. Hai nơi đều dành cho game thủ Mạnh Hào trong trận này. Như vậy theo tin báo về là hai nhà vào đánh xẻ. Ơ như lại phô bỏ qua nhà của bỏ qua nhà 98 nhỉ. Cánh dưới kia gặp màu 4 kia thủ dương còi. Và màu 3 á. Màu 4 màu 3 cùng chồng em không? Như vậy cánh bên này thì gặp nhà vâng cánh của bên phía team game thủ Bùi Phương Nam là gặp nhà của TT. TT là người được cầm click. Và 28 trên 56 cánh bên này thì màu 2 là người đánh chém. Dường như là chém vâng chém dâng ớt. Chúng ta cùng xem. Bèo ơi, trời ơi, sao không đứng lại đi em ơi. Bèo hôm nay cũng đã có một siêu phẩm giúp cho các thành viên của phía GTV có được chiến thắng. Vâng, giờ chỉ hy vọng vào Bèo với những bài như thế thôi. Màn hình máy của sẻ dường như bị hai giò chọc. Nhưng tham lai vẫn là 31. Nhưng mà lại cánh phía này thì BB là người chọc giò vào nhà của game thủ chim sẻ. Dường như là có cả giò màu 2 nữa. Nhưng mà lại còn một nhà AC Iran của game thủ Dương Còi màu 4. Vâng, đó sẽ là người đánh cung duy nhất của các thành viên bên phía của team BB Club ở trong trận đấu này. Màn máy của U98. Không, 98 tham 20, nhanh. Không, vẫn khỏe. Màu 2 đông lắm nhá. Chưa sửa. Vâng, vẫn đỡ được dành cho 98. Vâng, tuần quan trọng như thế này. Trời ơi, nó quay đi chỗ khác. Tí thì tụt, vâng, tí thì tụt huyết áp trong tuần này. May quá chỉ chết có 6 dân thôi. Vâng, nhưng vấn đề rằng là cung R14 AC Dan của game thủ Dương Còi đang đẩy ra. Vậy, go. Nhanh không tuột xích bây giờ. Vậy, vẫn đang rất tốt dành cho 98 trong tuần này. Vẫn, nhưng mà vẫn đang tuột xích cao, khả năng tuột xích vẫn đang rất cao. Tiếp tục là pha về tốt của U98. Vẫn đang đỡ, vẫn đang đảo. Nhưng mà chắc chắn tuột rồi. Tuột rồi, có tuột không? Vẫn đang chưa tuột, sẻ đến nơi rồi. Màn hình máy của game thủ chim sẻ nào đến nơi chị em ơi. Không, nhưng mà là sẻ vẫn đang bị chăn. Sẻ cũng đang có mặt ở nhà của game thủ U98 trong trận đấu này. Sẻ sẽ cần phải rất nhiều tay. Một tên mà 98 đang đỡ nhà thực sự dẻo. Nhưng tham lai của em chỉ còn là 1x. Vậy é tốt dành cho chim sẻ nắng. Ai có gỗ không? Bơm. Vâng, cánh bên này thì áp lực rất lớn nhá. Anh Hào phải đi quản nhiều đấy. Không được rồi, trận này chưa biết như nào. Hai tay cung của chúng ta đang bị áp lực là siêu lớn. Tham lai là 47. 98 thế nào rồi? Vâng, 16. Vâng, đây là máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 32. Đội bạn đang ôm bom rất chân lực lên hai nhà kia kia đó, chém. Đội bạn đang ôm bom rất chân lực lên hai nhà cung của chúng ta. Thank you.
Ờ nhà nó không không có nhà đâu nha anh em nhá. Không có nhà mấy đâu, nhà 4 kiểu thế châu quân thôi. Không phải là một thứ phát triển dành cho game thủ cầm AC ra. Nhưng bây giờ thì sẻ sẽ bị ốp. Vấn đề sẻ bị ốp. Phải đỡ được nhà cơ. Có ai có quân không? Bùi Phương Nam. Vâng, trận này vẫn còn căng lắm. Đội bạn vẫn đang cầu đông quân hơn bên mình. Chạy. Chạy ngay trong đêm nay. Đội bạn ơi. Vâng, quyết định không phải là một quyết định cố gắng đỡ nhà mà sẽ là bài bỏ nhà luôn. Vâng, cố gắng chăn dần của đối phương. Hit and run tới từ game thủ chim sẻ. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng hy vọng vào Bùi Phương Nam khi mà em là người được cầm chịu lực. Vẫn cái như này vẫn đang rất căng. Nhưng vấn đề rằng mẫu 4 trên coi đã bay muốn một tân dân khi Mạnh Hào lao vào. Hôm nay Mạnh Hào chỉ là 12 sau khi bị vâng sau khi bị mất hết dân rồi bởi vì dân Maxi. Vâng, khoai trận này. Vâng, khoai trong trận này. Một bài 98 yếu. Tỷ số là 1-0 dành cho các thành viên của VBB Club ở trong C4 và chúng ta đến ngay với trận đấu thứ hai.